Hữu tịnh ly nên phải biết bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết tám giải thoát cho đến 10 biến xứ cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết tịnh quán địa cho đến Như Lai địa cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết đại từ đại bi đại hỷ đại xả cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết dự lưu quả cho đến độc giác bồ đề cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết tất cả hạnh đại bồ tát quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết trí nhất thiết trí cũng ly. Hữu tịnh ly nên phải biết tất cả pháp cũng ly. Thiền tử nên biết nếu đại bồ tát nào khi nghe thuyết tất cả pháp đều ly, tâm vị đó chẳng kinh chẳng sợ chẳng khiếp chẳng chìm chẳng đắm, thì nên biết đại bồ tát đó là người thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khi ấy Thế Tôn bảo thiện hiện, vì nhân duyên gì các đại bồ tát khi nghe thuyết tất cả pháp đều ly thì tâm vị đó không kinh không sợ không khiếp không chìm không đắm? Cụ thọ thiện hiện bạch: kính bạch Thế Tôn, do tất cả pháp đều xa lìa nên các đại bồ tát khi nghe thuyết tất cả pháp đều ly, tâm vị đó không kinh không sợ không khiếp không chìm không đắm. Vì sao? Vì các đại bồ tát đối với tất cả pháp, hoặc sự sợ, đối tượng để sợ, hoặc nơi chốn sợ, thời gian sợ, người sợ, vân vân, những sợ này hoàn toàn không sợ đắc, vì tất cả pháp không thể đắc vậy. Kính bạch Thế Tôn, đại bồ tát nào nghe thuyết việc như vậy, tâm không chìm đắm, cũng không kinh sợ, không lo buồn, không ăn năn, thì nên biết đại bồ tát này là người thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì đại bồ tát này thấy tất cả pháp đều bất khả đắc, không thể trình bày là đối tượng đắm chìm, sự chìm, nơi chốn đắm chìm, thời gian đắm chìm, người đắm chìm, vân vân. Do các sự đắm chìm vân vân này mà các đại bồ tát nghe như vậy, tâm không chìm đắm, cũng không sợ hãi, không lo buồn, không hối hận. Kính bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát nào có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thì chư thiên đế thích, đại phạm thiên vương, chủ thế giới vân vân cùng nhau kính lễ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Phật bảo thiện hiện: nếu đại bồ tát nào thường thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thì chẳng những thường được chư thiên đế thích, đại phạm thiên vương, chủ thế giới vân vân cùng nhau kính lễ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, mà đại bồ tát này cũng được trời cực quang tịnh, hoặc trời biến tịnh, trời quang quả, trời tịnh cư và trời rồng a tố lạc vân vân khác cũng đều kính lễ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Đại Bồ Tát này thường thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, cũng được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng Đại Bồ Tát ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong mười phương thường hộ niệm. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này thường thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, tức là làm cho tất cả công đức căn lành mau được viên mãn. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát nào thường thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì thường được chư Phật và chư Bồ Tát cùng các trời rồng a tố lạc vân vân nhớ nghĩ bảo vệ. Nên biết đại bồ tát đó là người đi đúng chỗ chư Phật đã đi, cũng tu hành đúng hạnh Phật đã tu hành, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết đại bồ tát này đã được không thối lùi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tất cả quân ma và các ngoại đạo, bạn bè xấu ác vân vân chẳng thể làm chướng ngại được. Vì sao? Vì đại bồ tát này tâm của họ vững chắc hơn kim cang. Giả sử các loài hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên đều biến thành ma, mỗi một ma này lại hóa ra chừng ấy ác ma. Các ác ma đó đều có vô lượng vô số thần lực, các ác ma đó dùng hết thần lực của mình cũng chẳng thể làm chướng ngại được đại bồ tát này thực hành được bát nhã ba la mật đa sâu xa hoặc thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì đại bồ tát này đã đắc phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, biết tất cả pháp bất khả đắc vậy.
Lại nữa, thiện hiện, để việc các loại hữu tình trong thế giới tam thiền đại thiền đều biến thành ma qua một bên, giả sử tất cả hữu tình ở thế giới chư Phật nhiều như các sông Hằng trong mười phương đều biến thành ma, các chúng ma này lại hóa thành chừng ấy ác ma. Các ác ma này đều có vô lượng vô số thần lực. Các ác ma này dùng hết thần lực của mình cũng chẳng thể làm chướng ngại Đại Bồ Tát này thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hay thối lùi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã đắc phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, biết tất cả pháp bất khả đắc vậy. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu được hai pháp, thì tất cả ác ma chẳng thể làm chướng ngại, khiến không thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hay thối lùi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hai pháp đó là: một, chẳng bỏ tất cả hữu tình; hai, quan sát các pháp đều không. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu hai pháp, thì tất cả ác ma chẳng thể làm chướng ngại, khiến không thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hay thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hai pháp đó là: một, làm đúng tất cả như những gì đã nói; hai, thường được chư Phật hộ niệm. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì các thiên thần vân vân thường đến lễ kính, gần gũi cúng dường, thưa hỏi khuyến khích, thưa thế này: lành thay đại sĩ, ngày thường thực hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có thể làm nơi nương tựa cho tất cả hữu tình không có nơi nương tựa, làm chỗ quay về nương tựa cho kẻ không có chỗ quay về nương tựa, làm người cứu hộ cho kẻ không có người cứu hộ, làm chỗ hướng đến cho kẻ không nơi hướng đến, làm nhà cửa cho kẻ không nhà cửa, làm hòn đảo cho kẻ không hòn đảo, làm ánh sáng cho kẻ mù tối, làm tai mắt cho kẻ điếc đuôi. Vì sao? Thiện nam tử, vì nếu thường an trụ phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả ác ma chẳng thể làm chướng ngại được. Hết quyển thứ 553.